Xin chào cả nhà. Đây là làng mai Xuân Quan lớn nhất ở Phan Giang, Hưng Yên. Không khí Tết Tết đã tận cả, mọi người đang sắm hoa. Hoa đẹp quá. Chậu mini để bàn. Toàn lụ à, lụ. Lụ này là hết. Đây chuyên bán buôn bán lẻ. Đủ các loại cây. Hoa lan. Đấy cái chỗ đấy đó. Những cành lan như này chỉ có 130.000 một cành. Mà chị cho vào trong nhà là nó nhanh bị. Cái này cơm mít tầm chục cành được một chậu sum xuê 130.000 một cành. Một nhánh như này. Đấy. Chậu là tầm còn. Khách cứ thế chọn. Tất cả rộng. Họ đến mua rất đông. Đủ các loại cây từ bé đến to. Cây chào bà. Rộng lắm. Đi mỏi chân không hết được nhà vườn. Đủ các loài hoa khoe sắc.
450 một giỏ. Hoa màu vàng ngoài kia. Rưỡi một chậu. Đây gọi là lan gì chị? Cây gì? Lan. Địa lan, địa lan. 450 một chậu. Đấy, vừa vừa ngoài thế còn 450 một chậu. Cái này chơi được lâu không chị nhỉ? Cho mình. Hai ba tháng do mình chơi được lâu rồi. Hai ba tháng do mình 450 một chậu. Chậu đẹp đấy. Chị chọn chậu đẹp này. Cái chậu này nắm nụ nhỉ, những cái này nắm nụ sau. Đi thái những bông hoa đã lở nở rũ rồi. Đây, những bông như này phải hái. Màu hồng, màu đỏ. Em tia chậu này rất đẹp. Màu nhung này. Đẹp chưa? Một mình nối. Tia một chậu nữa màu nhung. Đẹp. Mình hái hết những cái bông hoa nở rồi bà nhỉ? Ừ, hái bông hoa nở quá rồi. Đấy, bà ngồi lên cho đỡ đau lưng. Đấy, cái bông hoa nở quá phải đi dọn dẹp như này. Ở đây thì toàn cả bán buôn mà bán lẻ bà nhỉ? Ừ. Cả bán buôn cả bán lẻ chứ những bán buôn thì khách nhẹ đến người ta vào người ta ra không à? Rồi. Thì bán cho chứ. Cả một cái nhà vườn rộng như này thôi mà. Đây là em mới đi một nhà vườn. Ở đây có rất là nhiều nhà vườn như này. Đây cả là một làng hoa.